Kênh Nhà Đất Bà Rịa Vũng Tàu xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Em là Điền đây. Và nay em lúc trước em có quay một video là một siêu phẩm 57 mấy mặt tiền, đúng không anh chị? Và nay em xin giới thiệu với anh chị một siêu phẩm nữa 55 mấy mặt tiền, đường nhựa này đó anh chị, đường nhựa này. Và em đang ở đây là ở xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ngay ở đây là em đang đứng ở đây là ngay trung tâm xã Bông Trang luôn cô chú anh chị. Và đây em xin giới thiệu với cô chú chị đây là lô đất có khoảng tổng diện tích là hơn 2.000 m² một xíu, và có mặt tiền đường là 55 m mặt tiền đường này anh chị, và chiều sâu là 38 m, đất rất là vuông vức luôn anh chị. Đây anh chị có thể, em sẽ quay lại cho anh chị xem cái lô đất của mình. Đây cô chú anh chị có thể thấy trước mặt mình đây là mặt tiền đường nhựa, và đi tới ngã ba này mình rẽ vào bên này là khu dân cư, và rẽ qua bên này là mình đi ra quốc lộ 55, và cũng như đi ra trung tâm xã Bông Trang mình là ủy ban xã, trường học và chợ và giáo xứ. Và cái hướng sau lưng mình đây cũng vậy, đây đi ra phía bên này là khu dân cư và qua bên này là quốc lộ 55. Thì ở chỗ em đang quay đây là cái quy hoạch của nó theo kiểu bàn cờ anh chị, quy hoạch bàn cờ. Thì từ ngoài quốc lộ 55 đến vô thì cái ô bàn cờ của mình là ô số 3 anh chị. Đây ô của mình là ô số 3. Và từ đây ra quốc lộ 55 thì khoảng vài trăm mét thôi, không có xa. Và đây anh chị, cái ranh của đất mình là từ ngay đây, từ ngay chỗ em đứng đây sâu vô tới đây, cái giáp cái rào tường gạch đó anh chị có thể thấy đó, sâu 38 m, và mặt tiền của mình là 55 m mặt tiền đường nhựa này. Đất của mình hiện tại đang có sẵn thổ cư là 180 thổ cư anh chị. Wow, cái lô đất này em thực sự em thấy rất là đẹp luôn, rất là siêu phẩm luôn. Tổng lô này anh chị, như anh chị đã không biết là anh chị đã biết cái thị trường bất động sản ở đây chưa, nhưng mà mặt tiền đường này thì dân ở đây là bán khoảng là hơn 200 một mét ngang rồi, nhưng mà đất mình chỉ có bán là 140 mấy triệu một mét ngang thôi. Tính ra tổng lô này là 7,9 tỷ anh chị à, 7,9 tỷ, rất là đẹp luôn. Đây, anh chị có thể thấy cái mặt tiền đường của mình, em đi rất là mỏi chân anh chị. Đây anh chị, cái ranh của mình là tới đây anh chị này, mình có thể thấy nè đó, cái ranh trong trụ bê tông đó anh chị, đó là sâu 38, đất rất là vuông vức luôn. Dân cư ở đây thì khá là đông và đã sử dụng nước máy rồi, có mương nước luôn, mương nước vỉa hè, vào điện đài đã tới nơi, khu dân cư đông. Cái đất này anh chị mua anh chị, em cảm thấy rất thích hợp để phân lô anh chị, phân lô rất là thích hợp. Đất vuông vức và mặt tiền 55 m và hậu cũng 55 m, đất vuông vức lắm anh chị. Và khu dân cư cũng khá là đông, và từ đây mà đi ra trung tâm xã Bông Trang cũng rất là gần, cũng như là đi xã Bưng Riềng, Bình Châu cũng xung quanh đây hết, khoảng là vài cây số thôi. Và mình đi thị trấn Phước Bửu, đi thị trấn Phước Bửu thì mình đi ra quốc lộ 5, mình đi qua đây, đi về hướng này, mình đi quốc lộ 5, mình đi xuống thị trấn Phước Bửu khoảng vài cây số thôi. Và cũng như là đi biển Hồ Tràm cũng khá là gần, mình đi biển Hồ Cốc cũng gần luôn anh chị. Rồi, trước mặt cô chú anh chị mình đây là cái Google Maps anh chị. Em đang ở đây là ở vị trí đất của mình luôn. Đây, từ đây là mặt tiền của mình này, 55 m mặt tiền và sâu vô 38 là đây. Đó, rất là vuông vức anh chị. Và là hướng là anh chị có thể thấy đường này, đường xá này, nó thông thư hết và song song với lại quốc lộ 55. Ô mình là ô thứ 3 nè anh chị, và thông ra là ủy ban xã Bông Trang cũng như đi ra quốc lộ 55. Như anh chị cũng đã biết là huyện Xuyên Mộc mình á là gồm 13 xã, gồm bao gồm thị trấn luôn anh chị, là 13. Chủ yếu huyện Xuyên Mộc mình thì làm kinh tế chủ yếu là làm nông nghiệp và ngư nghiệp, du lịch sinh thái, chiếm phần lớn là làm nông nghiệp anh chị. Đất ở đây còn khá rất là nhiều. nên là kinh tế ở huyện Xuyên Mộc mình rất là mạnh anh chị. Và dân cư ở đây như anh chị đã biết thì kinh tế mạnh thì dân cư sẽ đông. Và chỗ này anh chị thấy, chỗ này phân lô mà cho, thí dụ cho những anh chị mới ra riêng hoặc là anh chị làm công nhân ở xa về đây ở cũng khá là tuyệt vời. Rồi quý anh chị mà có thấy lô này đẹp thì anh chị quan tâm đến thì cứ liên hệ em đi, sẽ dẫn anh chị đi xem thực tế lô đất này. Và em xin cảm ơn anh chị đã xem video của em. Anh chị nhớ nhấn đăng ký để ủng hộ em nha. Rồi em xin cảm ơn và hẹn gặp lại clip sau anh chị.